Thưa Pinung, thay vì bòi vài sự ở bánh nọc đòi lại bài hầm đấy, Pinung do viên khẩn lang na hàng xin để đá tập ọc chuyển đuôi cảnh thức sừng vài sự lang đầy lụ, cùng lồng tăm cho loại dịch bình, sái dung nơi thêm cổng lèng cục kênh tiêu thoại hiệu quả kinh tế, có phân cục liều hó mà nơi hãy hưởng dân, giàu Tây Phung. Lào bay lòng xin lên xếp bẹt, nhìn thêm việc sừng vài ọc bánh nọc mấy ọc thoại hiệu quả kinh tế. Làn lao Triệu Ngọc Lan, dâu dân đáng khả này quyết định chuyển đuôi cả sừng vài sừ béo. Hong kênh sừng vai sừ béo phân lại xì nhứ sau hái kênh cho loại lằm, mạch, mền keo, mền mây. Làn lao lan nẻ bọc lần khơi xin mét vuông nhứ, tiêu đảm bảo nguồn hong kênh hải vai. Dắt lô hèn sừng tạt lan lần khơi bừng, tính lêu khai sản bèo ọc dưới làn lao lây lần hái triệu muốn dắt tú. Cái mô hình chăn nuôi bố béo mô hình hong lan lão hèn sừng mà hiệu quả, tốn nai xì dần, tòi còn hưởng hẹt sừng. Lào xì xì mà tá, long lần làm bừng, sư xuất hai đáy, lâm nhập áo thoi vai hơn hái hưởng dân. Mình có thể xuất được rồi, thu nhập về nhanh hơn cho người dân. Nhìn thêm sừng vai sư béo áo thoi hiệu quả kinh tế làng. Lai lan hơn do xa năng khả này cục vịt còn hợp tác gia nông nghiệp công nghệ làng tiến thành. Cung ứng sau bao tiêu liều khai sản phẩm hái vai sư sừng béo hái hưởng dân. Lên lúc đấy, xa năng khả mấy lần xuất dập làn hơn, sừng vai sư kèm hướng sừng lăng, còn tổng quay lần phóng bác tú. Vịt hơn dân mênh mây chuyển đuôi thói quen, sừng vai sư ca sừng lăng. Nẻ ao thoi hiệu quả kinh tế lang hơn so với phương pháp hèn sừng hàn xì, có phân nâng làng di đẹp. Đối với địa bàn xã Năng Khả ấy, lúc đầu thì dâu xã Năng Khả lúc công hàm sừng xì nàng mày nòi lan cục từng gió thêm hiệu quả kinh tế tăng mô hình sừng vai sừ béo lộng nấy sẽ đẻ hoa vặt thèm sao siêu lẻ cục vịt có là đoàn thể tuyên truyền tập ọc lại khai sản vốn tiêu cục mình huynh cũng nâng lây tiêu ao thoi hái hiệu quả nguồn vốn để phát triển mô hình để làm sao là có hiệu quả. Muynh sừng vai sừ béo, sừng lăng xiên hướng bay cái lai phù hợp có điều kiện hẹn sừng. Phiên Na Hàng đã ốc lành tuyên truyền vận động hướng dân, đẩy manh đầu tư, thúc đẩy cục kênh hẹn sừng ổn định kèm hướng cục hàng 2.